làm nghề nhà giáo và con không biết lý do vì sao mà cô không không nói gì với lớp con cả. Cô không dạy, cô chỉ viết bài và tụi con, nhưng mỗi tụi con đến lớp là để viết bài và làm bài tập. Phát biểu của em Song Toàn, học sinh trường trung học phổ thông Long Thới, huyện Nhà Bè khiến ít ai tin được. Con cũng đã nghĩ là mình không nên nói, nhưng mà con nghĩ là nếu con im lặng thì cái tình trạng này có thể sẽ diễn ra với ai và với các em như thế nào, và các em cũng như con, các bạn không nói, các bạn của lớp con cũng không nói, thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Học trò ở đây cho biết việc ghi chép không giảng bài của cô giáo đã diễn ra trong vài tháng, nhưng không ai biết chính xác lý do vì sao và không ai dám lên tiếng. Trong một tuần thì mỗi một lớp học này có đến 7 tiết toán, tức là khoảng 30 tiết học một tháng. Nhưng mà trong suốt khoảng mấy tháng qua thì học trò ở đây chỉ có chép bài vào trong những cuốn tập như thế này, và cô giáo thì ghi chép ở trên bảng mà không có một lời giảng nào. Lý giải cho việc không giảng bài, cô Châu cho biết có một số khúc mắc trong việc xếp lớp học. Tôi đã sai và không có gì để bàn cãi. Tôi cũng nói với các em học sinh là tôi sai trước. Tại sao cô làm vậy? Thực ra các em học sinh nó cũng hỏi. Nhưng tôi cũng nói là cô cũng giải thích với em. Mà thật sự cho đến thời điểm này, ngoài thầy hiệu trưởng ra tôi cũng chưa nói ra. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sở đã cử đoàn đến tìm hiểu tại trường, xác nhận đúng là có sự việc cô giáo không giảng bài. Cái quy định nhiệm vụ của giáo viên trong điều lệ trường phổ thông, trách nhiệm của giáo viên là phải giúp giảng dạy giáo dục học sinh, dùng nhiều cái biện pháp, phương pháp giáo dục tích cực. Cái lỗi cô gây ra thì cô phải chịu trách nhiệm và cái hành vi đó phải bị xử lý kỷ luật. Thì mức độ nào thì nhà trường phải căn cứ theo các cái văn bản quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Cô giáo lên lớp chỉ viết bài mà không nói gì. Suốt mấy tháng, học sinh đến lớp nhưng hầu như phải tự học. Và trên hết là sức ép tâm lý đối với các em đang ở độ tuổi vị thành niên. Hiện nay, cô giáo đã nhận lỗi của mình và hứa với ban giám hiệu sẽ giảng bài bình thường.